7 ngày cuối tháng 11 âm lịch, những con giáp này bất ngờ trúng lớn, được thần tài che chở, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai cũng mong muốn mình có được một cuộc sống giàu sang, phú quý, đủ đầy sung túc. Và điều đó không chỉ quyết định bởi lá số tử vi của mỗi người mà còn thể hiện qua vận may trong từng giai đoạn. Vận may theo thời gian sẽ thay đổi hoặc sẽ không ngừng biến hóa. Sau khi vận may có sự thay đổi, cuộc sống của mỗi người cũng sẽ vì thế mà chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Nếu biết nắm bắt cơ hội, sẽ dễ thành công vươn tới đỉnh cao của sự vinh hoa, phú quý, được nhiều người mến mộ. Tử vi học năm 2020 dự báo trong 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch, có 3 con giáp dưới đây sẽ có sự thay đổi về vận may theo hướng tốt, thậm chí còn có thể trúng lớn, được thần tài để ý và ban phát tài lộc vô cùng dồi dào. Vậy đó là những con giáp may mắn nào? Kênh Phong thủy Gia Cát xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang hiện trên màn hình. Một, tuổi Dần. Tuổi Dần là những người có tính cách của những nhà lãnh đạo mạnh mẽ, họ thích chỉ huy người khác và khát khao được là người số 1. Trong bất kỳ tình huống nào, tuổi Dần cũng là người đầu tiên bắt tay vào hành động. Họ rất đa cảm, dũng cảm và hoang dã. Bản năng nổi loạn cộng với ý chí sắt đá có thể khiến họ gặp rắc rối, nhưng cũng có thể là mồi châm ngọn lửa thành công. Xem tử vi tháng 11 âm lịch thì những ngày cuối cùng của tháng là thời điểm êm đềm, tốt lành đối với con giáp tuổi Dần. Nguyên lệnh lần trường sinh cho thấy năng lượng dồi dào giúp bản mệnh giải quyết được một lượng công việc khá lớn mà không phải ai cũng có thể càng đáng nổi. Sự uy tín mang lại cho bản mệnh nhiều lợi thế. Điều bất ngờ tới nhất đó là ngay cả những đối thủ trước đây cũng đã trở thành đồng minh của bạn. Bên cạnh đó, bản mệnh sẽ được quý nhân giúp sức nên sự nghiệp ngày càng phát triển, thuận lợi, có khả năng thăng tiến khi công sức của bạn được ghi nhận. Thế nhưng, dù bạn cố gắng nhưng vẫn luôn có những người không hài lòng và vẫn có những kẻ tiểu nhân muốn hãm hại. Thế nên, dù thế nào đi nữa, bạn cũng đừng quá tin người. Trong 7 ngày này, bản mệnh đủ may mắn để hễ khi gặp rắc rối trong công việc sẽ luôn có quý nhân chỉ lối, dẫn đường. Dù rắc rối tới đâu, cũng có người ở bên gỡ rối, giúp cho mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Với những ai đang mong muốn thay đổi công việc thì lúc này cũng là thời điểm xem là thời điểm thích hợp để bạn thử thách bản thân với vị trí mới. Mọi cánh cửa bạn mở ra lúc này đều dẫn tới con đường tươi sáng theo nhiều cách khác nhau. Đừng chần chừ để cơ hội của bạn đi qua và sau này bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối. Trái lại với sự nghiệp, tài lộc của bản mệnh không được như ý. Nếu tuổi Dần càng ngày càng nóng tính, khó kiểm soát cảm xúc, từ đó sẽ đưa ra những quyết định vội vàng trong lúc không bình tĩnh. Tiền bạc cũng vì thế mà sẽ bị tiêu tán trong thời điểm. Nếu bạn điềm đạm hơn, dò xét vấn đề cẩn thận hơn sẽ tránh được một số mối họa lớn. Bên cạnh đó, tử vi thời điểm này còn cho thấy ngũ hành tương sinh giúp cho đời sống tình cảm của tuổi Dần hài hòa, tươi đẹp, mang tới cho tuổi Giáp Dần trong khoảng thời gian này nhiều niềm tin, hy vọng mới. Có thể thấy đường tình duyên của người độc thân lúc này sẽ khá ổn định, có nhiều tín hiệu đáng mừng khi bạn mở lòng và sẵn sàng cho các cuộc hẹn hò, lãng mạn, thú vị. Cũng trong thời điểm này, người đang yêu sẽ có mong muốn tiến thêm một bước như kết hôn, có con với người mình yêu. Trong khi đó, tình cảm vợ chồng tuổi Dần càng ngày càng sâu đậm, gia đình đầm ấm, hạnh phúc.
Vậy nên, ngoài sự giúp sức của những quý nhân thôi thì chưa đủ, bạn cần sự minh mẫn và sáng suốt hơn nữa. Thầy Gia Cát khuyên tuổi Dần cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, từ đó sẽ giúp cho bản mệnh có được những bước đi đúng đắn nhất. Công việc hành thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và bình an cho gia chủ tuổi Dần. Tuổi Tuất. Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín, một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện. Cho nên, họ luôn là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Trong thời điểm 7 ngày cuối tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Tuất tuy không hoàn toàn thuận lợi nhưng vẫn có dấu hiệu phát triển tích cực so với thời điểm trước. Tuy nhiên, bản mệnh lại cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe của mình hơn. Đặc biệt trong thời điểm này có sao dịch mã chủ về dịch chuyển, dự báo bạn sẽ phải tốn khá nhiều công sức cho việc di chuyển. Việc đi lại sẽ mang lại cho bạn nhiều kiến thức hay ho, đừng từ chối nếu nhận được nhiệm vụ phải đi công tác. Trong công việc, đôi khi bản mệnh phải đối diện với thử thách, nhưng vấn đề không quá to tát, chỉ cần giữ thái độ lạc quan, tự tin thì mọi việc đều có thể được giải quyết. Đây cũng chính là cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình cho đồng nghiệp, cấp trên. Tuy nhiên, những người làm trong lĩnh vực marketing, bất động sản, bảo hiểm cần chú ý mỗi khi đàm phán hoặc ký kết hợp đồng, tránh mắc lừa đối thủ hoặc những kẻ lừa đảo. Ở thời điểm này, tài lộc của bản mệnh thì lại không được suôn sẻ, tiền bạc vất vả, làm xa lại phải tiêu dùng vào việc sai mục đích. Nguyên lệnh lâm mộ khuyên bản mệnh đừng tiêu phí tiền bạc cho việc tô vẽ vẻ bề ngoài của mình, thay vào đó nên dành tiền để tiết kiệm, học hỏi thêm về cách quản lý tài chính để sử dụng tiền một cách khôn ngoan. May mắn, cơ hội đầu tư luôn luôn có, chỉ là bạn có đủ năng lực để nhận ra và kiếm tiền từ đó hay không mà thôi. Nếu bạn không đủ năng lực thì bạn chỉ là con mồi trong các trò chơi tiền bạc. Ngoài ra, tử vi còn cho thấy ngũ hoàng bay về phía phương đông, khuyên những ai đang đầu tư, kinh doanh đừng tham lam vì có thể bạn tham bát, bỏ mâm. Chớ nên vì tiền tài mà gặp họa, sẽ khuynh gia, bại sản mà vẫn bị hiểm nguy. Tình trạng sức khỏe trong khoảng thời gian này có dấu hiệu sa sút, sức đề kháng của bản mệnh không tốt. Vì vậy, trước khi ra khỏi nhà, cần phải chú ý ăn mặc, giữ ấm cho cơ thể để tránh mắc các bệnh cảm cúm, ngạt mũi. Để có thể phát triển sự nghiệp và tài vận một cách mạnh mẽ trong thời điểm này, thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Tuất hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Vật phẩm là một trong những pháp khí của nhà Phật sẽ giúp tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Pháp khí còn giúp bản mệnh hóa giải thị phi, xua đuổi những hung tinh, đại hạn và những kẻ tiểu nhân ganh ghét xung quanh bản mệnh. Đặc biệt, khi mang theo vật phẩm bên mình, bản mệnh sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, từ đó công việc thuận lợi, phát triển và gặp nhiều may mắn, bình an. Tuổi Mùi. Tuổi Mùi thường đại diện cho những người có cuộc sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, họ rất thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người và có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Tuổi Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong tâm, trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với người tuổi Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn. Yêu và ngập tràn tình yêu thương. Tử vi tháng 11 âm lịch cho thấy, người tuổi Mùi bước vào thời điểm này, 7 ngày cuối tháng sẽ có rất nhiều tin mừng. Trên đường, công danh, sự nghiệp, các thói quen thường ngày của người tuổi Mùi cũng sẽ cải thiện theo chiều hướng hiệu quả. Công việc có thể trở nên bận rộn, đòi hỏi bạn phải luôn dành một khoảng thời gian trống đề phòng các tình huống bất ngờ xảy ra. Với những người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp sẽ có thể tìm được những thành công trong công việc, mục tiêu phù hợp với khả năng và sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè, người thân. Bạn có cơ hội gặt hái được thành tích rất đáng khả quan nhờ công việc này, vì thế mà hãy mạnh mẽ tiến hành công việc kế toán đặt ra từ trước đến lúc bạn nên mạnh dạn để bộc lộ những tài năng của bản thân mình, để xây dựng một hình ảnh cá nhân thật ấn tượng. Tình hình tài chính của người tuổi Mùi trong thời điểm này vẫn duy trì ở mức độ ổn định nếu so với tháng trước.
Việc thu, chi khá cân đối nên bạn không có phải lo lắng quá nhiều. Khoảng thời gian này cũng là lúc Nhất Bạch bay về phương Đông Bắc, cho thấy lúc này cơ hội phát tài có lợi cho điền sản, sự cơ nghiệp. Nếu ai đang muốn tìm hiểu về đầu tư, kinh doanh thì có thể bắt đầu thực hiện ngay từ bây giờ. Còn nếu như bạn chỉ mới đang tìm hiểu về đầu tư thì cũng đừng vội vàng nghỉ, hãy duy trì công việc của mình để đảm bảo thu nhập của cuộc sống trung bình mỗi tháng. Bên cạnh đó, sẽ không nên quá tham vọng, sẽ không tốt cho bạn khi bị ảnh hưởng của tương hại. Lúc này, hãy cứ chăm chỉ, học hỏi nhiều sẽ giúp bạn tạo ra nền móng vững vàng cho tương lai. Ngoài ra, sức khỏe của bạn khá tốt, giúp bạn có thể cày việc để thực hiện các mục tiêu cuối năm của mình. Tuy nhiên, bạn vẫn nên để ý đến việc nghỉ ngơi, thư giãn vì thời tiết lúc này đã trở nên lạnh hẳn. Bản mệnh cần phải chú ý giữ ấm, hoạt động thể dục, thể thao và ăn uống đầy đủ chất sẽ có tác động rất tốt tới cơ thể, khiến đầu óc tỉnh táo và sáng suốt hơn. Để kích hoạt sự nghiệp và tài lộc thì tuổi Mùi hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí sẽ giúp tuổi Mùi đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó chiêu mời cát lành, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho gia chủ, che chở giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc làm ăn hay kinh doanh, đặc biệt mang lại may mắn, bình an cho bản mệnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!